Xin chào các bạn, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình đi rừng, mình lấy thuốc về để giúp đỡ cho vài cái bệnh nhân bị bệnh. Thì trong quá trình làm như vậy thì mình cũng cố gắng duy trì cái kênh của mình. Cho nên là mình lên đây mình gặp cái cây thuốc thì mình cũng làm một cái video để giới thiệu các bạn. Bây giờ mình đang đứng ở tại mí rừng. Thì vừa lên đây thì mình gặp cái cây này. Cái cây này là cây ổ quả các bạn. Cây ổ quả nhỏ. Mình gặp cái cây thuốc này thì mình chợt nhớ đến một cái bài thuốc chữa về tai biến các bạn. Sao tai biến bị bại liệt, sao tai biến đột quỵ á. Cho nên là mình giới thiệu đến các bạn luôn. Thì cái cây này á, người ta gọi nó là cây ổ quả hoặc là cây cất quả nha các bạn. Cái cây này để sử dụng chữa cái chứng bại liệt đó, nó cũng rất là hay nha các bạn. Nhưng mà phải cái loại cây ổ quả mà trái nó dài vậy nè các bạn. Phải là cái cây mà trái dài vậy mới được nha. Ở đây thì có rất rất nhiều cái loại ổ quả. Có một cái loại là trái tròn nha các bạn. Thí dụ như cái cây này là trái tròn nè. Mình dòng qua đây tìm cái dây có trái tròn cho các bạn xem. Đây là cái loại ổ quả nhỏ trái tròn. Nếu mà chữa về cái chứng bị bại liệt do tai biến thì cái cây mà có trái tròn như vậy nó không có tính dược, nó không có bằng cái cây trái dài nha các bạn. Nó không có bằng cái cây trái dài. Cái cây trái tròn này á, nó được cái là nó giải độc rất tốt, nó trị được nọc rắn. Ngày xưa á, nếu mà đi rừng mà mấy thợ rừng mà đi rừng đi săn á, mà chó săn mà lỡ chạm nọc rắn thì người ta lấy cái dây này người ta đâm cho con chó nó uống để giải độc rắn. Rồi bây giờ mình quay lại cái cây trái dài cho các bạn xem nha. Đây là cái cây ổ quả trái dài nha các bạn. Lá của nó có cái màu xanh khác với lại cái lá hồi nãy. Cái lá của nó màu xanh nõn, nó đột chuối hơn. Còn cái cây trái tròn á, nó màu xanh lục, cái màu lá nó đen hơn. Nhưng mà cái điểm mà phân biệt lớn nhất của nó là cái trái nha các bạn. Để mình tìm cái trái. Nè, cái trái của nó dài. Trái của nó dài, nó khác với lại cái loại trái tròn hồi nãy. Cái này là hoa của nó. Cái dây này lá nó nhỏ quá, nhiều khi các bạn khó phân biệt để mình tìm cái dây nào nó tốt hơn một tí. Này trái của nó nè. Để mình tìm cái dây nào mà nó rõ hơn một tí, mình giới thiệu đến các bạn xong rồi mình giới thiệu cái cách sử dụng. Wow, đây dây trái tròn. Trái tròn ở đây nha, thấy nhiều. Đi tới đâu cũng gặp hết nè các bạn. Nè cái dây trái tròn cái màu xanh đen, lá nó màu xanh đen. Nó khác với lại cái cây trái dài nha các bạn. Đây, quả của nó như quả dưa. Như quả dưa hấu luôn. Mấy cái loại trái tròn dễ tìm. Hình như chỗ nào cũng có. Để mình tìm cái dây nào nó tốt tí, mình quay cho các bạn xem. Đằng kia có một cái dây nó trổ hoa trắng hết. Đây là loại dây hữu quả trái dài. Nè, cái này lá tốt hơn lúc nãy là dễ nhận diện nè các bạn.
mình quay cận cận cho các bạn xem quả của nó nè. Wow, trong này quyển bá quá nhiều, quyển bá yếu. Lên rừng gặp cây thuốc mê lắm mà không có làm sao mà lấy được cho nhiều để đem về. Rồi, có lẽ là các bạn cũng đã nhận diện được cái cây thuốc rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng nha các bạn. Thì để chữa cái chứng mà bại liệt do bị tai biến á, bị tai biến thì người ta bị liệt chi, đi lại khó khăn, có khi là nằm một chỗ. Thì để chữa cái chứng bệnh đó, các bạn tìm cho được cái cây này nha. Cái cây ổ quạ trái dài này, các bạn dùng tươi nha, dùng tươi. Các bạn tìm cái cây này xong rồi, các bạn tìm thêm một cái vị thuốc khác nữa, đó là hạt mã tiền. Hạt mã tiền, loại mã tiền dây cũng được, mà mã tiền cây cũng được. Các bạn dùng hai cái thứ này nè, các bạn giã nát nha, giã nát. Rồi các bạn hòa với lại giấm, hòa với giấm xong rồi các bạn băng bó cho cái bệnh nhân đó. Lưu ý là các bạn chỉ băng theo mấy cái khớp thôi nha. Ví dụ người ta liệt tay thì các bạn có thể là bó ở cái cổ tay, khuỷu tay, ở bả vai vân vân. Còn nếu như mà người ta bị liệt chân thì các bạn bó cũng theo mấy cái bẹn nè, theo cái đầu gối, khớp chân mắt cá nha. Các bạn cứ bó theo mấy cái khớp thôi. Đó là bài thuốc bó rất là đơn giản, sử dụng mà lưu ý là phải đúng cái loại này nha các bạn. Trường hợp mà dùng miền các bạn không có cái loại ổ quạ mà trái dài này thì các bạn cũng có thể là dùng cái cây trái tròn nè. Các bạn có thể thế, nhưng mà mình cũng lưu ý trước là cái tính vị của nó là nó không có bằng nha, mức hiệu quả thì nó không có bằng cái trái dài đâu. Trái dài thì dùng phổ biến hơn. Đây là cái cây trái tròn. Đây là trái tròn nha. Trái tròn thì dễ tìm hơn. Nè, quả của nó. Cái bài thuốc này thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả những cái trường hợp là bại liệt do tai biến, bị sụi tay, sụi chân. Nhưng mà mình cũng xin nói như thế này là những cái trường hợp như là người ta cấp tính đó các bạn. Trường hợp cấp tính thì các bạn chữa hiệu quả lắm. Cái bài thuốc này được xem là một cái bài thuốc đơn giản mà nó hiệu quả. Ở Campuchia người ta sử dụng cái bài thuốc này rất là nhiều, mà ở Việt Nam mình cũng vậy thôi. Người ta cũng thường sử dụng cái bài thuốc này để chữa cho những cái trường hợp đó. Nhưng mà mình nói là cái con người ta nó cũng tùy thuộc do cái thể trạng nữa, do sức khỏe của bệnh nhân nữa. Cho nên có người hết, có người không hết. Thí dụ như trên 100 ca mà mình có thể chữa khỏi được 75 ca thì như vậy cũng gọi là hay rồi. Cho nên là những cái người mà không hết thì nó do nhiều cái lý do khác. Cái đó là mình phải tìm hiểu, mình phải xem xét lại. Mình cũng nói trước để nhiều khi các bạn áp dụng bài thuốc này nhưng mà nhiều khi nó không hết, xong rồi các bạn cho rằng là mình nói xạo, cho rằng là mình phóng đại, mình câu like câu view. Nhưng mà thật ra là cái thuốc là nó như vậy đó các bạn. Cái bệnh con người cũng vậy mà cái thuốc cũng vậy. Không phải là riêng chỉ là đông y mà là tây y cũng vậy. Tây y thì 100 người vào trong bệnh viện chữa bệnh chưa chắc đã khỏi hết 100 người. Thì cái này chúng ta cần phải ngẫm lại nha các bạn. Nhưng mà cái bài thuốc này mình nói rồi, nó hiệu quả, tương đối hiệu quả, là rất nhiều người đã khỏi bệnh là tai biến là nhờ vào cái bài thuốc này nha các bạn. Người ta có thể phục hồi được các cơ nè, phục hồi tứ chi nè, là nhờ cái bài thuốc này. Cái điều quan trọng trong cái bài thuốc này là các bạn phải chọn cho đúng cái cây ổ quạ, là cái loại cây này.
phải cho đúng ăn các bạn. Loại trái dài. Loại trái dài thì nó hiệu quả hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói lại cái cách sử dụng nha các bạn. Trường hợp mà bị bại liệt do tai biến thì các bạn chỉ cần sử dụng cái cây này, cái cây ổ quả trái dài này, các bạn dùng tươi đâm chung với lại hạt mã tiền. Hạt mã tiền thì các bạn có thể đi mua hoặc là các bạn có thể là đi rừng lấy. Các bạn đâm chung lại hai thứ này lại với nhau, xong rồi các bạn bỏ vào trong chảo, đổ giấm vào xào. Nếu không có giấm thì các bạn có thể xào rượu, nhưng mà dân gian thì thường người ta sử dụng giấm nha các bạn. Các bạn xào với giấm ăn, xong rồi các bạn đắp lên các cái khớp á, khớp tay, khớp chân đó, là các bạn đắp khi mà nó còn ấm ấm nha. Các bạn đắp rồi thì theo dõi sẽ thấy được cái mức hiệu quả của nó, bệnh nhân sẽ phục hồi lần lần. Có những cái trường hợp người ta không đi được, nhưng mà người ta chỉ sử dụng có cái bài thuốc này thôi mà người ta phục hồi được và người ta đi lại bình thường nha các bạn. Nhưng mà sau khi mà sử dụng bài thuốc này, nếu mà nó đã khỏi rồi thì chúng ta cũng nên sử dụng thêm một thời gian nữa để cho nó phục hồi hoàn toàn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm thuốc uống nha các bạn. Thuốc uống để cho nó mau phục hồi. Thuốc uống thì các bạn có thể sử dụng cây ba chạc nè, dây chìa voi vuông, là cái dây hồ đằng bốn cạnh đó các bạn, hoặc là cây hồ đằng sáu cạnh. Chúng ta dùng cái cây đó cộng với lại cái cây ba chạc để nấu nước trà uống hàng ngày. Mỗi lần như vậy các bạn chỉ việc là sử dụng mỗi loại một nắm một nhúm thôi, nấu trà uống hàng ngày cộng với lại cái bài thuốc mà bó khớp này thì bảo đảm các bạn là nó sẽ có hiệu quả ngay thôi. Các bạn có thể sử dụng cái bài thuốc này lâu dài và thuốc uống lâu dài để trừ căn, để nó không bị tái lại. Rồi thì trên đây là cái bài thuốc để chữa về cái chứng bại liệt do tai biến mình xin chia sẻ đến các bạn. Thật lòng thì mình muốn cho các thầy thuốc đều phải biết cái bài thuốc này, hoặc là các bệnh nhân cũng vậy, để có thể là tự chữa bệnh cho mình, hoặc là các thầy thuốc biết thì áp dụng chữa cho bệnh nhân cho nó hiệu quả. Mình thật lòng là mình không muốn giấu giếm bất cứ một cái gì các bạn, chết cũng mang theo thôi các bạn. Rồi thì cái bài thuốc này nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Mình hy vọng rằng cái bài thuốc này nó sẽ giúp ích thật nhiều cho các bạn nha. Còn bây giờ mình xin kết thúc video nha. Mình cũng tranh thủ mình lấy một mớ về để mà mình sử dụng. Chúc các bạn sử dụng bài thuốc này thành công nha. Xin chào tất cả mọi người nha.